Max không độ, xương sáo đường đen, mát lành thanh nhiệt. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục tin tổng hợp của ống kính hậu trường. Sau đây là các tin mới trong ngày. Hàng loạt show diễn bị hủy bỏ vì khán giả tẩy chay. Hiền Hồ giờ ra sao sau Hoàng Thùy Linh? Sơn Tùng bất ngờ chiếm sóng tại Hàn Quốc. Nam Tâm Như khoe vẻ tươi trẻ sau ồn ào mang thai. Mỹ nhân Tân Hoàng Châu Cách Cách được cầu hôn. Amber chính thức có đối thủ tranh giành Chi Bu tại Đạp Gió 2023. Chúng ta sẽ mất đi một huyền thoại mang tên Big Bang. Hai sao nhí trong phim Tân Âu Long Viện từng là tuổi thơ của các nghệ sĩ 8X, 9X giờ ra sao? Hàng loạt show diễn bị hủy bỏ vì khán giả tẩy chay. Hiền Hồ giờ ra sao? Vào tháng 4, Hiền Hồ lần nữa đối diện làn sóng tẩy chay mạnh mẽ từ phía khán giả khi hàng loạt show diễn của nữ ca sĩ bị phản đối, buộc lòng phải hủy bỏ. Không những vậy, các ca sĩ tham gia biểu diễn chung với Hiền Hồ cũng bị vạ lây. Từ thời điểm đó cho đến hiện tại, nhiều người vẫn rất tò mò về công việc ca hát của Hiền Hồ. Tuy nhiên, trên trang cá nhân của nữ ca sĩ hầu như không có bất kỳ cập nhật nào mới về các hoạt động âm nhạc cũng như công việc. Điều này khiến không ít người bán tín bán nghi, việc Hiền Hồ đã bị ế show suốt thời gian qua, bởi chỉ cần có mặt của Hiền Hồ thì bất cứ ban tổ chức chương trình nào cũng sẽ gặp rắc rối. Không chỉ trong nước, nhiều show diễn nước ngoài của Hiền Hồ thời điểm đó cũng được cho là đã bị hủy. Trước đó, một người thuộc ekip Quân AB đã đăng tải 4 tấm poster về các đêm diễn của nam ca sĩ này cùng với Hiền Hồ ở nước ngoài. Theo đó, thời gian diễn ra các đêm nhạc đều rơi vào những ngày gần cuối tháng 3. Tuy nhiên, nếu theo dõi trên trang cá nhân, fanpage của Quân AB lẫn Hiền Hồ đều không có bất kỳ cập nhật nào về các đêm diễn này. Điều này phải chăng xuất phát từ việc các đêm diễn này đã âm thầm bị hủy như sự kiện gần đây với Trịnh Thăng Bình? Trên trang cá nhân của Quân AB, nam ca sĩ cũng chỉ đề cập đến show diễn tại Mỹ trong tháng 4, hoàn toàn không có các chia sẻ liên quan đến loạt đêm diễn với Hiền Hồ như đã thông báo trên poster. Có thể thấy được rằng, khán giả giờ đây đang vô cùng mạnh mẽ trong công cuộc tẩy chay sự trở lại của Hiền Hồ dưới nhiều hình thức. Từ thời điểm Hiền Hồ trở lại cho đến hiện tại, sự nghiệp nữ ca sĩ lao dốc không phanh khi sản phẩm mới không thành công, các đêm nhạc liên tục bị hủy và đặc biệt là sự vững vàng của khán giả trong việc phong sát giọng ca có như không có. Sau Hoàng Thùy Linh, Sơn Tùng bất ngờ chiếm sóng tại Hàn Quốc. Making My Way của Sơn Tùng sau khi ra mắt đã mang về nhiều thành tích ấn tượng trên các nền tảng nhạc số. Dù chưa phát hành MV chính thức, thế nhưng có thể thấy sự ủng hộ của khán giả dành cho sự trở lại lần này của Sơn Tùng là rất lớn. Đáng nói, không chỉ trong nước, âm nhạc của Making My Way còn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ tại nước ngoài. Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một quán ăn tại Hàn Quốc. Theo những hình ảnh mà đoạn clip được chia sẻ, ca khúc Making My Way của Sơn Tùng được phát vang tại quán ăn này. Điều khiến người hâm mộ của nam ca sĩ hạnh phúc hơn cả chính là âm thanh và hình ảnh của Making My Way được phát rộng rãi ở hầu hết các TV trong quán ăn này. Ngoài ra, chủ nhân của đoạn clip này còn cho biết thêm, nguyên nhân mà ca khúc Making My Way của Sơn Tùng được mở tại quán ăn này chính là do yêu cầu của thực khách. Qua chi tiết này cũng có thể thấy được rằng, khán giả tại xứ sở Kim Chi có vẻ rất yêu thích âm nhạc của nam ca sĩ gốc Thái Bình. Trước Sơn Tùng, Hoàng Thùy Linh cũng đã từng gây chao đảo tại Hàn Quốc với ca khúc Si Tình Đình Đám. Mặc dù không tạo nên trào lưu mạnh mẽ như ca khúc của Hoàng Thùy Linh, thế nhưng vẫn rất đáng mừng khi Making My Way cũng là một trong số các ca khúc mà người dân tại đây dành tình cảm đặc biệt. Vào thời điểm ra mắt Making My Way, Sơn Tùng cũng cho biết nam ca sĩ sẽ sớm phát hành MV chính thức cho ca khúc này nếu Making My Way nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ từ phía khán giả. Với hiệu ứng đầy tích cực mà người nghe dành cho ca khúc này những ngày qua, có lẽ thời điểm ra mắt MV Making My Way sẽ không còn xa. Nam Tâm Như khoe vẻ tươi trẻ sau ồn ào mang thai. Vừa mới đây trên trang cá nhân, Nam Tâm Như có chia sẻ hai khoảnh khắc dạo phố ăn kem. Bài đăng ngay lập tức nhận nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Trong hình, nàng Hạ Tử Vi diện áo phông trắng kết hợp cùng quần jean cặp cao năng động, xuất hiện với mái tóc buộc gọn gàng, càng giúp Lâm Tâm Như khoe được đường nét khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp. Nhìn những bức hình này, công chúng không tin được rằng Lâm Tâm Như năm nay đã bước sang tuổi 47. Trước đó không lâu, khi xuất hiện trong một chương trình, Lâm Tâm Như đã vướng nghi vấn mang thai lần hai khi lộ vòng hai bất thường. Bằng chứng là trong những bức hình được công bố, vòng hai của Lâm Tâm Như được cho là nhô ra khá nhiều dù đã diện áo phông siêu rộng. Từ điều này mà nhiều người liền đặt nghi vấn về chuyện liệu có phải Lâm Tâm Như đang mang thai nhóc tỷ thứ hai. Tuy nhiên, đối với những thông tin này, nàng Hạ Tử Vi thường lựa chọn giữ im lặng không phản hồi. Qua bức ảnh mới này có thể thấy, chuyện mang thai lần hai chỉ là thông tin vô căn cứ. Hiện tại, Lâm Tâm Như đang tập trung chăm sóc cho con gái nhỏ để Hoắc Kiến Hoa yên tâm trở lại với công việc đóng phim sau nhiều năm tạm nghỉ. Mỹ nhân Tân Hoàng Châu Cách Cách được cầu hôn. Mỹ nhân Tân Hoàng Châu Cách Cách, Hám Thanh Tử được cầu hôn đã khiến nhiều người hâm mộ suýt xoa. Hám Thanh Tử sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt long lanh. Hám Thanh Tử để lại ấn tượng tốt với khán giả qua bộ phim truyền hình Tân Hoàng Châu Cách Cách. Trong phim, cô vào vai Hân Vinh Cách Cách,
là người thứ ba xen vào cuộc tình của Ngũ A-ca. Vai diễn giúp nữ diễn viên được chú ý, song cũng khiến cô khó gột rửa được hình ảnh gây tranh cãi. Sự nghiệp của Hám Thanh Tử khá lận đận, cô đóng phim đều đặn nhưng không thể nổi bật. Gần đây, Hám Thanh Tử đã chia sẻ với công chúng rằng cô nhận được lời cầu hôn từ bạn trai trong một buổi tối tại bãi biển. Ngay vào ngày sinh nhật thứ 35 của mình, nữ diễn viên đã đăng tải một bức ảnh trên trang cá nhân. Cô tỏ rõ sự hạnh phúc và nở nụ cười tươi rạng rỡ, cầm trên tay một đóa hoa hồng và đeo một chiếc nhẫn kim cương lớn, ôm chặt bạn trai vì xúc động. Theo báo Hoa Ngữ, bạn trai của Hám Thanh Tử không hoạt động trong ngành giải trí, có điều kiện kinh tế khá tốt. Để bảo vệ sự riêng tư của hôn phu, nữ diễn viên chưa từng tiết lộ danh tính hay chia sẻ hình ảnh về anh. Lần gần đây nhất mà truyền thông chụp được ảnh cặp đôi hẹn hò là vào đầu tháng 5. Amber chính thức có đối thủ tranh giành Chibu tại Đạp Gió 2023. Trong những tập đầu tiên của chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2023, Chibu đã được dân tình đẩy thuyền nhiệt tình với Amber, cựu thành viên nhóm FX. Thế nhưng gần đây, Chibu đã chính thức bước sang một con thuyền mới với nhân vật đặc biệt này. Sau khi sân khấu Rosemary được hé lộ, phần nhảy đôi của Chibu và Lưu Nhã Sắc khiến khán giả xao xuyến vì đồ ăn ý và quyến rũ. Không chỉ trên sân khấu mà tương tác của cả hai ở hậu trường cũng làm fan quấn quéo. Khoảnh khắc Cung Lâm Na ngồi một góc, bật cười khi nhìn Chibu và Lưu Nhã Sắc luyện tập cho phân đoạn nhảy đôi này, được nhiều cư dân mạng thích thú. Chibu tỏ ra đúng vai của út cưng xinh đẹp, hoạt bát, trong khi Lưu Nhã Sắc tỏ ra sái khí lạnh lùng, cuốn hút. Mới đây, Chibu đã đổi sang mái tóc ngắn để quay trở lại Trung Quốc và cũng chuyển sang style cá tính giống với Lưu Nhã Sắc. Vừa qua, Lưu Nhã Sắc chia sẻ bức thư do Chibu viết tay. Cô gọi Chibu bằng biệt danh Trứng Gà Xinh Đẹp. Cảm ơn bé Trứng vì đã hy sinh thời gian ngủ trước đêm diễn để viết thư cho mình. Dưới bài đăng, Chibu cũng bình luận: "Em mất cả tiếng mới viết xong lá thư này đó, nên chị phải yêu em thật nhiều vào nha." Đáp lại, nữ diễn viên viết: "Em nói sao thì là vậy." Còn nhớ trong những tập đầu tiên, Chibu đã được đẩy thuyền nhiệt tình với Amber. Đặc biệt, đoạn clip cặp đôi nhảy si tình và màn tương tác phía dưới đoạn clip của mẹ Amber cũng khiến fan phát sốt. Nhưng có lẽ thời gian gần đây, Amber đã có một đối thủ vô cùng nặng ký là Lưu Nhã Sắc. Nhiều người hâm mộ đồ rằng không phải họ muốn đẩy thuyền cho Chibu và Lưu Nhã Sắc, mà chính cặp đôi này đã bắt bỏ fan lên thuyền. Chúng ta sẽ mất đi một huyền thoại mang tên Big Bang. Mới đây, Top, thành viên nhóm Big Bang đã khiến các fan hoang mang trước hành động khá phụ với nhóm nhạc của mình. Đầu tiên, anh chàng đã gạch đi dòng chữ Big Bang bên cạnh tên mình rồi đăng lại bài báo với tiêu đề Top thông báo màn trở lại solo sau khi rời Big Bang, sau đó còn trả lời fan hâm mộ về nhóm với thái độ khá tức giận. Trong nhiều năm qua, các thành viên Big Bang liên tục xảy ra những sóng gió và thị phi bổ vây. Việc liên tiếp thông báo rời YG, rời nhóm càng khiến các fan lo lắng về tương lai của nhóm nhạc huyền thoại. Liệu Big Bang có tan rã? Sau màn comeback thành công với Still Life, tương lai của Big Bang vẫn là dấu chấm hỏi với các fan. Phần nhìn lẫn phần nghe của Still Life ẩn chứa khá nhiều tâm trạng, khiến các fan nghi ngờ đây là lời chào tạm biệt của Big Bang. Cuối năm 2022, ông lớn YG Entertainment đã đưa ra tuyên bố gây xôn xao cả làng giải trí về hợp đồng của ba thành viên G-Dragon, Taeyang, Daesung. Được biết, Taeyang sẽ rời YG Entertainment và chuyển sang The Black Label, công ty con của YG. Ngoài Taeyang, Daesung cũng thông báo dứt áo ra đi khỏi YG. Các fan vẫn đang hồi hộp chờ đợi tin tức về G-Dragon. Vì báo Hàn cho hay, ông Hoàng K-pop và công ty vẫn đang thảo luận về hợp đồng mới. Big Bang từ lâu đã là một nhóm nhạc huyền thoại với 5 dòng kẻ, đại diện cho 5 thành viên. Sự ra đi của Seungri khi vướng vào bê bối khiến các fan vô cùng thất vọng. Thái độ của Top gần đây cũng khiến các fan không còn hy vọng. Tương lai Big Bang vẫn còn là câu hỏi lớn trong lòng các VIP. Hai sao nhí trong phim Tân Ô Long Viện từng là tuổi thơ của các nghệ sĩ 8X, 9X giờ ra sao? Tân Ô Long Viện là dấu mốc đưa tên tuổi của hai diễn viên Thích Tiểu Long, Hát Thiệu Văn trở thành hiện tượng phòng vé vào những năm 90 của làng điện ảnh Hoa ngữ. Thời gian dần trôi, cả hai đều đã trưởng thành, trải qua bao nhiêu biến cố, nay cả hai đã có cuộc sống lẫn sự nghiệp viên mãn. Thích Tiểu Long ghi dấu ấn với các vai diễn trong hàng loạt phim như Tiểu Lâm Tiểu Tử, Tân Ô Long Viện, Huyền Quang 9 tuổi. Tuy nhiên, khi lớn lên, sự nghiệp của anh đã bị chững lại. Năm 2021, phim Yến Xích Hà Lạp Yêu Truyện do anh đóng chính thu không mấy xuất sắc và bị loại khỏi rạp chiếu sau 4 ngày ra mắt. Hát Triệu Vân cũng tương tự, khi lớn anh không để lại dấu ấn nào trong các vai diễn. Gác lại nghiệp diễn xuất, anh bắt đầu kinh doanh bán hàng. Anh đăng ký kết hôn với bạn gái Lam Ninh Thụy và có sự góp mặt của Thích Tiểu Long. Chuyên mục tin tổng hợp đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc tất cả các bạn một ngày tốt lành.